ơi. Tiếng của tao không tiếng. Ra sao cái gì? Mày đi đâu đêm hôm khuya khoắt gì hả? Con gái hư? Con gái con nứa mà vậy đó hả? Đi đâu? Bỏ trốn mà. Con xin lỗi tía. Nhưng mà con chỉ muốn sống với người con yêu thôi. Tại sao tía cứ phải ép gả con vô nhà hàng giàu vậy tía? Nghèo thì có tội gì đâu chứ. Từ nhỏ anh Sáu đã sống một cuộc sống khổ cực, một mình nuôi thân, nhưng mà vẫn thật thà và ngoan ngoãn. Bà con chòm xóm ai cũng thương ảnh hết. Mà chỉ có tía, chỉ có tía lúc nào cũng hắt hủi và khinh dễ người ta. Sao vậy tía? Trời ơi con ơi là con. Tại vì tía muốn gia đình mình làm xui với gia đình giàu có, để mà nở mày nở mặt với người ta. Với lại sau này cuộc sống của con mới hạnh phúc, mới sung sướng được, con có hiểu không? Trời ơi là trời, con với cái. Tía nghĩ con hạnh phúc được hả tía? Tại sao tía không hiểu cảm giác của con chứ tía? Cảm giác gì? Tình cảm gì mà trong túi không có một xu dính túi, tình cảm cái gì hả? Con xin lỗi tía. Đó là suy nghĩ của tía. Nhưng con cũng có suy nghĩ của riêng con. Con xin lỗi tía. Tám, đứng lại. Mày đi đâu? Mày đi theo cái thằng khốn rách áo ôm đó hả? Trời ơi Tám ơi, mày đi là mày giết cả gia đình đó, mày có biết không hả? Con ơi, con mà đi là con giết cả gia đình thiệt đó con ơi. Thằng chủ sông bài nó không tha cho gia đình mình đâu. Nó giết hết cả gia đình mình. Con không biết đâu, ba đánh bài ba thua bắt nợ nó nhiều lắm, ba không có tiền trả. Bây giờ con, chỉ con mới có thể cứu được gia đình mình thôi. Đừng có đi Tám ơi, ba đang nghĩ con. Ba đang nghĩ con mà Tám. Đừng đi nha con. Chỉ có con mới cứu được gia đình mình thôi. Nghe lời ba đi. Đi tới. Tới rồi mà tới. Ủa trời sáng banh rồi, còn Tám đâu? Tao có biết đâu. Bây giờ mày ở đây nha, không tao chạy qua nhà Tám coi sao đã. Cẩn thận nha. Tại sao vậy? Tại sao em lại thay đổi thái độ nhanh đến mức như vậy chứ? Em có thể nói cho anh biết được không? Nhưng mà anh muốn biết tại sao. Em đã hứa là sẽ đi với anh cùng trời cuối đất. Vậy thì sao chứ? Qua một đêm em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em suy nghĩ kỹ rồi, em không thể đi theo anh được. Tám à, nghe anh nói nè, anh còn yêu em Tám à? Anh hãy quên em đi. Và em, em cũng sẽ quên anh nữa. Tám, à! Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tám! Dạ, về chuyện của Sắp nhỏ. Hôm nay vợ chồng tôi qua để thưa với anh chị. Chả là thằng Sang nhà tôi đó, nó muốn hỏi cưới sớm con Tám nhà anh chị đó. Mau sớm có con cháu để bồng, đặng cho vô cửa vô nhà đó mà. Trời ơi, vậy là tốt phước cho con Tám nhà tôi quá trời quá đất rồi. Thôi anh chị cứ coi ngày lành tháng tốt đi, rồi cái gì cho hai đứa nó nên vợ nên chồng luôn đi, càng nhanh càng tốt. Thật ra thì tôi cũng có muốn trình bày một cái chuyện với anh chị hai đây. Là số là nó nói đại đi ha. Nói đại đi. Anh chị có tiền cho mượn.
Ôi trời ơi, tưởng gì đâu, chuyện đó dễ thôi. Ý của anh chị là muốn coi như tôi ứng trước cái tiền đó để mà anh lo lễ lộc cho nó đầy đủ, để cho nó vui vẻ, phải không? Đúng, gia đình kẹt quá. Không sao, không sao. Không sao, thôi vậy, anh nói bất ngờ quá, tôi cũng không có đem tiền mặt theo. Thôi có cái mấy khâu này nè, anh chị cầm đỡ thì lo cho nó chu đáo, heo. Anh chị đưa vàng luôn hả? Trời ơi, thoải mái anh. Đó, vàng 24 á. Ừ, khỏi lo. Trời ơi, mày coi vậy là tốt phước cho con gái nhà tôi quá. Mà gia đình tôi cũng vui lắm. Anh chị tốt quá, cảm ơn anh chị hai rất là nhiều. Không có gì, không có gì. Trời ơi, kỳ này có tiền để mà trả nợ rồi. Tám ơi, Tám ơi, con đúng là vì cứu tinh của cha. Kỳ này mà mình có làm đám cưới mà mình bớt chút đỉnh hả, đám cưới đơn giản thôi cũng đâu ai trách mình cứ nói là ồ vật giá leo thang.